Mirasan, konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học ngữ pháp N3, video số 37 của học tiếng Nhật Cosmos. Ở video số 37 lần này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu số 102 đến 104. Đó là kake, kakeru, okomete và warini, warini wa. Chúng ta cùng nhau lần lượt tìm hiểu từng mẫu câu một nhé. Đầu tiên là 102, đó là kake và kakeru. Ở đằng trước thì động từ sẽ chia ở dạng masu và mang nghĩa là dở dang hoặc là sắp dở dang. Các bạn chắc chắn là rất là nhiều người đều biết đến Apple đúng không ạ? Đó là thương hiệu điện thoại rất là nổi tiếng mà chúng ta hay gọi là đó là gì nhỉ? Quả táo cắn dở. Vậy quả táo cắn dở thì hình ảnh mình vẽ như trên. Kore wa ringo desu ne. Kore wa ringo desu. Tabete iru ringo desu. Mada owatte nai. Đúng không ạ? Quả táo cắn dở. Vậy quả táo cắn dở, quả táo đang ăn dở thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Ăn sẽ là tabemasu, đúng không ạ? Tabemasu, bỏ masu đi cộng với kake. Tabe kake no ringo. Đó, khi ấy sẽ là tabe kake no ringo. Thì có nghĩa là quả táo cắn dở. Ringo ở đây là quả táo, còn đang ăn dở, dở dang cái gì đó chúng ta sẽ dùng với kake. Động từ masu, bỏ masu đi cộng với kake. Tabe kake no ringo. Tabe kake no ringo là quả táo cắn dở. Hay là ví dụ tiếp theo nhá. Watashi wa kino desu ne, nihongo no jukyo de oshieta toki wa oshieteta toki ni denwa ga natta. Denwa ga narimashita, có tiếng chuông điện thoại. Và khi ấy là gì nhỉ? Đang dạy dở thì có tiếng chuông điện thoại. Cái việc đó chưa hoàn thành, đang dở dang thì sẽ là oshiemasu, bỏ masu đi là oshie kake ta toki thì denwa ga natta. Denwa ga narimashita. Đúng không ạ? Khi mà tôi đang dạy dở dang, tôi đang dạy tiếng Nhật dở dang thì có tiếng chuông điện thoại. Thì lúc đó kake ở đây hoặc kakemasu chuyển thành kaketa, có nghĩa là dở dang một cái gì đó. Đang làm gì đó dở dang, đang ăn dở, đang đọc dở, đang dạy dở, đang tắm. Có nhiều khi là chúng ta đang tắm dở thì tự nhiên có tiếng chuông cửa đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta đều nói về sự dở dang, đang chưa hoàn thành một việc gì đấy. Và sẽ dùng kake hoặc động từ kake được. Và đằng trước của nó sẽ là verb masu, bỏ masu đi. Đó, verb masuke cộng với kake hoặc kake được nhá. Ví dụ về quyển sách đang đọc dở. Thật bà これ wa ehon desu ne. この ehon を読み切らない. Vẫn chưa đọc hết cuốn sách này. Đúng không ạ? Vậy thì là đang đọc dở. Đang đọc dở sẽ là yomimasu, yomikake, yomikake, yomikake no hon. Hay là nhiều khi là bức thư đang viết dở sẽ là gì nhỉ? Kakikake no tegami, kakikake no tegami. Liên quan đến mẫu câu kake, kakeru này có hai chú ý mà mình muốn gửi đến các bạn. Chú ý thứ nhất đó là cách kết hợp giữa kake với danh từ. Thông thường để bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ là verb kake no cộng với danh từ. Bởi vì đây là một danh từ, do đó kake này sẽ cộng với trợ từ no để bổ nghĩa cho n. Đó là verb masu kake no danh từ. Ví dụ như là tate kake no ie. Tate masu, tate masu là xây dựng đúng không ạ? Tatete imasu là ngôi nhà đang xây dựng và chưa owatte nai đúng không ạ? Nghĩa là tate kake no ie. Ở đây tate masu, bỏ masu cộng với kake cộng với no cộng với danh từ. Hay là tabe kake no pan. Tabe kake no pan là cái bánh đang ăn dở. Hay là yomi kake no hon thì là cái cuốn sách đang đọc dở. Thì đa số các động từ sẽ là masu cộng với kake cộng với no với danh từ. Tuy nhiên có những trường hợp động từ không kết hợp được như vậy mà chúng ta sẽ phải chuyển thành verb masu cộng với kakeru. Kakeru, ví dụ như là tabako o suimasu, động từ hút thuốc thì tabako sui kakemashita ga. Tabako sui kakemashita ga nghĩa là tớ đang hút thuốc dở như thế này thì sensei ga kimashita ので tabako su no yamemashita. Yamemashita nghĩa là mình đang hút thuốc đấy. Thế nhưng mà do thầy giáo mình đến, thế nên là mình vứt thuốc đi, không hút nữa. Thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng là kakeru, đúng không ạ? Sẽ đi cùng với suimasu, bỏ masu đi cộng với kakeru, chuyển sang quá khứ là kaketa. Hay là ví dụ tiếp theo nhé. Chú ý tiếp theo liên quan đến kakeru này đó là gì? Không đi sau những động từ mà diễn tả cái trạng thái nó đang tiếp diễn. Ví dụ như là kikon. Kikon shite imasu thì là gì nhỉ? Đang kết hôn. Thì kikon shite imasu nếu chủ ngữ là watashi thì sẽ không dùng với dạng kakete iru này.
không được nói rằng 私は結婚しかけている mà chỉ nói là 私は結婚している trạng thái của tôi đang kết hôn thôi. Còn nếu nói về bạn bè, nói về tập thể, nói về người khác là 友達は次々と結婚しかけている nghĩa là bạn bè tôi ấy, mọi người đang kết hôn hết cả rồi. Khi đó thì chúng mình có thể dùng với kà kê tê được. Nhớ nhé, chủ ngữ là chỉ về tập thể là người khác, không phải mình thì dùng được. Thì đó là hai điểm chú ý của kà kê và kà kê được. Để rõ hơn về mỗi câu này thì chúng mình cùng nhau luyện tập qua một số ví dụ sau đây. Ví dụ, kà kì kà kê no tê gà mì, bức thư viết dở. Yomi kà kê no hồn, nghĩa là quyển sách đang đọc dở. Tabe kà kê no rin ngô, quả táo ăn dở. Wasure kà kê tê ta ký ức, ký ức bị bỏ quên. Thì đó là cách mà chúng ta ghép kake này với danh từ. Ví dụ số 2, yari kaketa koto wa saigo made chanto yari nasai. Những cái việc mà chúng ta đang làm dở ấy thì hãy làm cho nó đến cùng đi, đúng không ạ? Đó là yari kaketa koto. Câu số 3, kanojo wa nanka ii kaketa ga sugu ni kuchi o toshite shimatta. Cô ấy hình như là đang nói cái gì đấy ấy, thế nhưng mà tự dưng thì lại đóng chặt môi, mím chặt môi lại. Chúng ta cùng nhau luyện tập với mẫu câu này qua ví dụ số 1. Luyện tập số 1. Tập số 1 đó là chúng ta cùng nhau tập dịch qua hai ví dụ sau. Sokuji chu denwa ga kakatte kita node tabe kake de seki o tatta. Nghĩa là đang trong lúc ăn ấy thì có điện thoại kêu đến, điện thoại gọi đến. Thế là tớ bò dở đó và rời khỏi ghế để đi nghe điện thoại, đúng không ạ? Jikan ga nai kara tegami o kakikake ni shite ie o deta. Nghĩa là vì không có thời gian ấy, thế nên là thôi tôi cứ bỏ dở cái việc mà đang viết thư đó để đi ra ngoài. Thì đây là hai ví dụ mang tính gọi là mở rộng hơn một chút. Nghĩa là thay vì nghĩa là đang dở cái gì đó thì chúng mình lại để dở lại, để lại như vậy để chúng ta làm việc khác. Phần luyện tập số 2 là chúng ta sẽ có hai câu. Câu số 1 thì là chúng ta lựa chọn động từ phù hợp. Phần thứ 2 là sắp xếp. Câu số 1 ạ. Kare wa ikakete hoặc iagete yameta. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái nào? Anh ấy bỏ, từ bỏ cái gì đó. Câu số 2 nhá. Atarashi no nani nani haha ni iwareta. Bị mẹ nói cái gì? Atarashi no desu yo to hay là tsukaikake no hoặc là kau no wa hoặc là tsukaikitte kara. Vậy thì chúng mình cùng nhau tìm hiểu xem điền như thế nào ạ. Câu số 1 thì sẽ là kare wa ikakete yameta. Nghĩa là anh ấy nói buông chỏng, buông chơi đấy và từ bỏ. Thì phần này là giống với một cái câu mà phần mở rộng ban nãy chúng ta vừa phân tích ở trên siêu số 1. Câu số 2 thì atarashi no. No thì đằng sau sẽ phải có động từ. No sẽ là kau no wa. No wa tsukaikake no. Tsukaikitte kara desu yo. To hao ni iwareta. Nghĩa là tôi bị mẹ tôi nói rằng nha, cái việc mà bạn mua đồ mới thì phải là gì ạ? Phải kara desu yo, nghĩa là phải thực hiện sau khi mà đã dùng hết rồi, dùng hết những cái đồ mà đang dang dở. Ví dụ như kiểu như là tự nhiên tớ lại muốn mua chai dầu gội đầu mới, trong khi lại có tsukaikake no shampoo vẫn còn, đúng không ạ? Có vẫn chai dầu dở đó thì phải dùng tsukaikitte đi, phải dùng hết đi thì mới được atarashi no kau. Thì đó là phần luyện tập cho mẫu câu kake. Tiếp theo mẫu số 103 đó là okomete. Okomete ở đây mang nghĩa là dồn cả với tất cả hoặc chan chứa cái gì đó. Đằng trước sẽ là danh từ. Minasan itsumo watashi no video wo mite itadaite kokoro wo komete kansha shite orimasu. Mình vô cùng trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi tất cả các video của mình từ trước đến nay. Lúc ấy mình có sử dụng một câu là kokoro komete kansha shite orimasu, nghĩa là mình vô cùng cảm tạ, đang rất cảm tạ với tất cả những tấm lòng của mình. Kokoro komete. Vậy kokoro komete có nghĩa là với tất cả, bằng tất cả tấm lòng của mình, chan chứa tất cả tình cảm của mình và mình kansha shite orimasu, mình cảm tạ tất cả các bạn. Khi đó thì chúng ta sẽ dùng với okomete và đằng trước đó là kokoro okomete. Kokoro okomete là chỉ là với tất cả tình cảm, với tất cả cái tim của tôi, với tất cả tâm hồn của tôi, hay là aijo. Aijo là tình thương, tình cảm, tình thân thương. Aijo okomete kodomo soratemasu. Kodomo soratemasu. Tôi nuôi con với tất cả cái aijo của mình, chan chứa toàn tình cảm, chan chứa cái idol của mình. Hay là các bạn ca sĩ, đúng không ạ? Các bạn ca sĩ mà hát, nếu hát hay, giọng hay nhưng không có tình cảm, không có idol vào trong đó thì chúng ta sẽ có cảm nhận khác, đúng không ạ? Thì khi ấy là idol komete utaimasu. Utaimasu.
ai cho komete utaimasu. Hát với tất cả tấm lòng của mình, hát với tất cả tấm chân thành của mình thì khi ấy dùng o komete. Và tiếp theo đó là gì? Các bạn có làm dịch vụ không? Có đúng không? Có một số bạn sẽ làm dịch vụ. Thì với nghề dịch vụ thì chúng ta phải thế nào với khách hàng? Chúng ta phải chân thành, phục vụ khách hàng với tất cả cái tấm lòng cảm tạ biết ơn với khách hàng, đúng không ạ? Nhiều có khách hàng thì mới có chúng ta. Khi ấy là kansha no kimochi. Kansha là gì nhỉ? Kansha là cảm tạ. Kansha no kimochi wo komete yarimasu. Eigyo shimasu. Eigyo shite orimasu. Nghĩa là tôi eigyo, tôi kinh doanh, tôi hoạt động với tất cả những cái tấm lòng cảm tạ đến quý khách hàng. Thì khi đó komete được đặt đằng sau các danh từ này để diễn tả là bằng với tất cả tấm lòng của mình, bằng tình cảm của mình chan chứa, rất là chan chứa và tôi làm việc đó. Hoặc là ví dụ như là tôi cầu nguyện với tất cả tấm lòng của mình, kokoro komete inorimasu. Tôi cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, đúng không ạ? Sekai wa heiwa ni narimasu youni kokoro komete inorimasu. Đó. Và ngoài ra, okomete này còn hay đi với đó là chikara. Chikara là gì nhỉ? Chikara là chữ lực, nghĩa là sức lực, đúng không ạ? Chikara wo komete, chikara wo komete, chikara wo komete. N-san wo benkyou shimasu. N-san wo benkyou shimasu. Nghĩa là tôi sẽ học N-san với tất cả những cái sức lực của mình, đúng không ạ? Tôi dồn hết sức của mình vào. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng với chikara wo komete. Và đi kèm với đằng sau là các động từ thông thường, ví dụ như chúc mừng, hát hay là những hành động làm vân vân, để diễn tả rằng tôi sẽ làm những hành động này với tất cả, với tất cả cái N đằng trước, chan chứa, dồn hết tất cả những N đằng trước này để thực hiện hành động đó. Thì đó là N komete. Và hay có những mẫu câu ví dụ kokoro komete inorimasu, hay là kokoro komete arigatou gozaimasu, hay là kansha no kimochi wo komete yarimasu, đó, vân vân. Thì ở đây bạn sẽ thấy komete bắt nguồn từ một thác động từ, đó là komeru. Komeru. Komeru này nghĩa là bao gồm hoặc là dồn tất cả. Thì bản thân động từ komeru này đã có nghĩa như vậy rồi. Và từ đó biến âm thành komete, o komete. Và chúng mình cùng nhau luyện tập với mẫu câu này nhé. Ví dụ số 1. Haha no tanjoubi ni kokoro wo komete anda seta wo okutta. Nghĩa là vào cái dịp sinh nhật mẹ tôi, vào ngày sinh nhật mẹ tôi thì tớ đã đan cái a mự là đan, đan cái gì ạ? Đan cái seta và gửi tặng, đúng không ạ? Đan và gửi tặng cái áo len cho mẹ tôi với tất cả tấm lòng của mình, kokoro komete. Câu số 2, sensei no kansha no kimochi wo komete minna de tegami wo kaita. Chúng tôi đã cùng nhau viết một bức thư gửi đến thầy giáo của mình với tất cả những cái tấm lòng, những cái tình cảm biết ơn của mình, kansha no kimochi wo komete. Câu số 3, kodomo tachi wa heiwa e no inori wo komete senbazuru wo utta. Senbazuru, zuru ở đây là con hạc, zuru là hạc và senba là chỉ là 1000 con, 1000 con hạc và đã utta orimasu, gấp đó, gấp 1000 con hạc với chan chứa tất cả cái inori, cái gì nhỉ, cái sự cầu nguyện đến hòa bình. Bọn trẻ con hoặc là trẻ em đã gấp 1000 con hạc giấy để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Câu số 4, ai wo komete, yêu bằng cả tấm lòng, chikara wo komete, dồn hết sức lực, hay là hiniku. Hiniku ở đây là cái sự trêu chọc. Trêu chọc wo komete nghĩa là toàn châm chọc rất là ác ý, hoặc là negai wo komete, toàn tâm toàn ý cầu nguyện mong muốn. Tiếp theo là kokoro no komotta omotenashi wo arigatou gozaimasu, từ tận đáy lòng thì xin chân thành cảm ơn quý khách, kokoro no komotta omotenashi. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với mẫu câu này bằng cách là điền từ thích hợp vào chỗ trống cho ba câu bên dưới. Câu số 1, watashi wa nani nani wo komete utaimasu. Tôi hát với cái gì đó nhỉ? Câu số 2 nhá. Kanojo wa shinshin wo komete nani nani wo aishita. Cô ấy thì yêu với tất cả bao gồm cái shinshin, có nghĩa là cái tấm lòng chân tình, tình cảm chân tình đó. Thì yêu ai thì chúng mình điền vào đây. Câu số 3, futari wa nannen buri ka de atta you ni kokoro wo komete nani nani shite ita. Thì hai người họ ấy thì là đã gặp nhau lâu lắm rồi, mấy năm rồi không gặp nhau ấy. Thế nên là kokoro wo komete làm sao đấy. Vậy thì chúng mình sẽ điền là gì nhỉ? Câu số 1, kokoro wo komete utaimasu, hoặc là kanjo vân vân. Câu số 2 thì là gì nhỉ? Cô ấy yêu ai nhỉ? Yêu boku với tất cả tấm lòng chân thành. Câu số 3 là hai người đó thì lâu không gặp nhau ấy, thế nên là kokoro komete akushu shite ita, nên là đã bắt tay rất là nồng ấm, bắt tay rất là chặt đấy. Mẫu số 104 đó là wari ni hoặc wari ni wa. E wari ni hoặc e wari ni wa b, nghĩa là so với a thì b tương đối thế nào.
Ở đây thì cái phần A được chia dạng meshi shushokuke, nghĩa là mệnh đề định ngữ. Wari ni wa, nếu mà văn nói thì chuyển thành wari nya, wari nya. Mẫu số 104. Mẫu số 104 này chúng ta sẽ học với wari ni. Wari ni wa nghĩa là so với cái gì đó thì tương đối. Nói như thế này thì dễ hiểu hơn ạ. Các bạn thấy mình thế nào? So với mình là nhìn thì có vẻ gầy đúng không? Nhưng mà so với cái bên ngoài của mình nhìn gầy vậy thôi, nhưng mình khá là béo bởi vì mình 64 cân cơ. Đó, thì khi đấy bạn sẽ thấy rằng là hai vế nó ngược nhau đúng không ạ? So với cái bên ngoài thì có vẻ gầy, mặt xương gầy nhưng mà thực chất thì lại rất là béo. Hay là ví dụ như là so với cái quán mà mình có ăn gần đây, một quán Huế đó, thì quán đó thì so với cái giá tiền ấy, giá tiền rất là rẻ, thế nhưng mà đồ ăn lại khá là ngon. Thì khi đó là mình thấy hai cái chiều hướng là ngược nhau đúng không ạ? So với cái này thì lại cái này hơn, hoặc so với cao thì nó lại thành thấp. Ví dụ như sau, so với この人はいつもいつもお酒はちょっとお酒飲めません。đúng không ạ? お酒が飲めません。お酒が弱いと言った。と言った。言った割には言った割には so với cái việc mà anh ta lúc nào cũng nói là 弱い弱い言った割には thì kiểu là たくさん飲んでいる。たくさん飲んでいる。Bình thường bà chỉ uống được 1 ly mà hôm nay lại uống được tận 10 cốc. Vậy thì là sao ạ? So với cái 弱いと言った割には thì たくさん飲んでいる。Hai vế ngược nhau. Thì đây là chiều hướng đánh giá không được tốt lắm đúng không? Hay là ví dụ tiếp theo đó là これは中国製のリンゴです。市場で買いました。で、すごく安かったです。1キロで1万5千ドン。で、1万5千ドン1キロで安いですよ。安かった割に、安かった割に、甘くて美味しいですよ。甘くて美味しいですよ。Nghĩa là so với cái việc mà nó rẻ như thế này thì nó lại rất là ngọt và ngon. Vậy thì đây là đánh giá cộng đúng không ạ? Đánh giá tốt. Còn đây là đánh giá trừ. Bạn sẽ thấy rằng wari như ạ có thể dùng cho cả đánh giá âm và đánh giá dương đúng không ạ? Nó sẽ gì ạ? So với cái thông thường, so với thông thường thì nó lại sao đấy? So với là cái việc anh ấy nói uống ít thì anh lại uống nhiều. So với cái việc là rẻ thì nó lại rất là ngon. Hay là so với cái việc đó là nhìn thì trông nhỏ con nhưng mà lại rất là trô bự, rất là khỏe. Thì bạn sẽ thấy rằng là so với nó thế này thì mình lại nhìn thấy thế này hơn, hoặc so với thế này thì mình lại nhìn thấy thế này. Thì đó là cách mà chúng ta dùng với wari nhỉ, wari nhỉ ạ. Và động từ gốc của mẫu câu này đó là wari, đó là cắt, nghĩa là chia tỷ lệ, nghĩa là cắt đứt, chia tỷ lệ như thế nào đó. Thì wari nhỉ ạ, so với cái tỷ lệ đó thì nó làm sao? Thì đó chính là mẫu câu 104 wari nhỉ hoặc wari nhỉ ạ. Có trường hợp sẽ dùng wa, có trường hợp là không. Và để cụ thể hơn thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua các ví dụ bên dưới. Câu số 1. Yamada-san wa ryugaku keiken ga nai wari ni eigo no hatsu on ga kirei desu yo. Anh Yamada thì so với cái việc là chưa có cái kinh nghiệm mà đi du học ấy thì hatsu on tiếng Anh của anh ấy rất là hay đó, là chuẩn đấy. Câu số 2. Kono shigoto wa taihen na wari ni kyūryū ga yasui. Cái công việc này thì so với cái việc là rất là vất vả thì lương lại thấp. Câu số 3. Ano restaurant wa nedan no wari ni oishiku te ryō mo oi. Thì ở cái cửa hàng đó so với cái giá là rất là rẻ như vậy thì nó khá là ngon đấy, tương đối là ngon và lượng lại được nhiều. Kanojo wa yasete iru wari ni wa jōbu de chikara mo tsuyoi. Nghĩa là cô ấy rất là jōbu và lại karara tsuyoi, cô ấy rất là khỏe so với cái thân hình rất là nhỏ gọn hoặc là đang gầy như vậy. Câu tiếp theo ạ. Kondo no shiken wa amari benkyou shinakatta. Sono wari ni wa seiseki ga mama desu. Hotto sta. Cái kỳ thi lần này thì tớ chẳng học mấy. Thế mà không ngờ so như vậy ấy, thế mà tớ lại có cái thành tích là tương đối đấy. Ủa nhẹ hết cả người. Hotto sta. Và phần luyện tập cho mẫu câu này là hai ví dụ bên dưới ạ. Kono mae katta shōjiki wa wari ni wa amari yoku nai. Thì cái máy mà gì nhỉ, máy hút bụi mà chúng tớ mua lần trước ấy thì thế nào? Thì nó không tốt lắm so với gì ạ? So với giá chẳng hạn, đúng không? Câu số 2. Tomodachi wa benkyou shite inai wari ni wa testo de nani nani ga do toreta. Thì bạn bè của tôi ý, thì so với cái việc là không học mấy mà ở testo bài kiểm tra thì nó lại được cái gì toreta, lấy được cái điểm cao chẳng hạn. Vậy thì chúng mình sẽ điền là gì nhỉ? Câu số 1 là takakatta wari ni wa, so với cái việc giá rất là đắt thì nó lại không tốt mấy. Câu số 2 là thì so với cái việc là không học mấy thì lại được điểm rất là cao.
Và chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu ba mẫu câu kake kakeru, komete và warini, warini wa. Ba mẫu câu này với các ý nghĩa khác nhau và được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nên hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể nắm rõ các mẫu câu này và ứng dụng cụ thể hơn trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể nghe, nói và sử dụng mẫu câu này một cách thuần thục giống như người Nhật nhé. Đến đây thì video hướng dẫn học ngữ pháp N3, video số 37 của Học tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. ご視聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ Học tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến học tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。